Tin giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Kiên Lao tổ chức đại hội ơn gọi cho giáo phận. Sáng Chúa Nhật Chúa Chiên Lành ngày 22 tháng 4, Đền Thánh Thánh Gia Kiên Lao vinh dự được trao trách nhiệm tổ chức ngày đại hội ơn gọi giáo phận lần thứ bảy với chủ đề Này con đây. Tham dự đại hội có sự hiện diện của quý cha giáo Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, quý cha đặc trách ơn gọi giáo phận, quý cha, quý sơ đặc trách ơn gọi của 13 giáo hạt, quý bề trên các dòng tu và tu hội trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, anh em tu sinh, đệ tử và hàng ngàn bạn trẻ tại các giáo xứ trên khắp giáo phận tề tụ đông đủ. Sau những giờ phút đón chào và sinh hoạt chung với những cử điệu sôi động, đầy sức sống của các bạn trẻ, đúng 7 giờ 15, cha quản hạt Bùi Chu và cũng là cha xứ giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao, Joseph Trần Quốc Tuyến chính thức khai mạc đại hội với đôi lời chia sẻ tâm tình với các bạn trẻ. Chia sẻ và đồng hành cùng đại hội là cha giáo Joseph Nguyễn Văn Quang, quý sơ giáo đại diện các hội dòng trong giáo phận, đang xen giữa những tâm tình chia sẻ và giải đáp thắc mắc là các tiết mục văn nghệ do quý thầy, quý sơ, anh em dự tu và các bạn trẻ đến từ các giáo hạt trong giáo phận biểu diễn. Mỗi tiết mục văn nghệ là kết tinh của bao khả năng sáng tạo, bao tấm lòng yêu mến, bao con tim nhiệt huyết, tươi trẻ, bao khát khao dân hiến của những tâm hồn bước theo tiếng gọi giê -xu. Thánh lễ cầu cho ơn gọi được bắt đầu lúc 9 giờ 45 do Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận chủ sự. Với sự hiện diện của đông đạo quý cha trong giáo phận, ngỏ lời cách riêng với hàng ngàn bạn trẻ tham dự đại hội, Đức Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mở lòng, lắng nghe tiếng Chúa, mau mắn đáp trả lại bằng tiếng nói, Này con đây, để ra đi hăng say làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Sau Thánh lễ, toàn thể gia đình ơn gọi giáo phận cùng chia sẻ với nhau trong bữa tiệc Agape vui tươi đầy tình huynh đệ qua những giờ phút cùng chia sẻ cùng vui chơi cùng ăn uống chắc chắn rằng không ai tham dự ngày đại hội hôm nay mà lại không cảm nhận được một niềm vui nào đó từ sâu thẳm tâm hồn mình